Shop hàng Nhật tôi đệ xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2020. Em lên sóng một chiếc máy lọc không khí Panasonic dòng VIP. Con này dòng máy 80 các bác nhé. FVG80, một phiên bản máy to nhất của thằng Panasonic. Đấy, bình thường đến 70 thôi, nhưng con này chơi đến 80 luôn. Máy thì về vẫn nguyên bản, bụi Nhật em chưa vệ sinh, chưa làm gì cả. Hôm trước đăng một con với cả 70 lên nguyên bụi, thì cũng có ba khách hàng lấy luôn, không cần vệ sinh. Đấy. Con này tình trạng của nó vẫn nguyên bản 100% các bác nhé. Máy to đùng. Công suất của nó, kích thước của nó thì nó tương đương với thằng với cả 70 thôi ạ. Nhưng mà nó tăng công suất của motor lên. Đặc biệt con này rất hay ạ, con này có báo độ ẩm bằng số. Mà chẳng mẫu nào của Pana có ngoài mẫu này ra cả các bạn. Đấy, báo đồ một số nhé. Công nghệ cảm biến ánh sáng này. Đấy. Mắt cảm biến dò chuyển động. Nói chung là từ các cái tất cả các cái của VG70 thì nó nâng cấp lên con VG80 này, cảm biến dò chuyển động phát hiện người vào trong phòng. Nó nâng cấp thêm cái bộ phận báo độ ẩm bằng số như các cái dòng của Daikin hay là Sharp. Đấy, còn Pana thì thường thì nó chỉ có báo bằng các cái hiển thị sẵn thôi. Đấy, con này máy 80 các bạn, to đùng. Đây là cái màn của nó bóc ra vẫn còn rất là đẹp này. Đấy. Vẫn máy nguyên bản chưa vệ sinh gì các bác nhé. Đây, cho các bác xem thông số. VG80 này, đấy, công suất của nó 74W. Yeah. Công suất 74W các bác nhé. Rất là to luôn. Dùng cho phòng khoảng 60m2 được. Đây, bình nước bù ẩm này. Ơi, bên trong này màng này còn mới quá các bạn này, mới tinh này. Đây, mới quá luôn. Tình trạng máy thì nguyên bản, bụi Nhật chưa vệ sinh, chưa lau chùi gì. Đây, máy rất là to, công suất lớn, hàng rất là hiếm ạ. Nói chung là VG80 thì quá là hiếm rồi. Con này thì em bán là 4.8 triệu các bạn nhé, giá 4.8 triệu. Vệ sinh sạch sẽ, đi kèm đổi nguồn, đi kèm đổi nguồn rời bên ngoài. Đấy, giá 4.8 triệu. Còn các bạn nào thích tự về vệ sinh thì em bớt 200, giá vẫn đi kèm đổi nguồn là 4.6 triệu. Tự các bác vệ sinh. Đấy, còn các bác nào mà mua mà em vệ sinh sạch đẹp rồi thì là 4.8 triệu nhé. Giá có đổi nguồn đi kèm mà chưa có phí vận chuyển ạ. Ship hoàn toàn quốc nhưng không bao ship. Các bạn ở xa mua đặt cọc trước 500.000. Xin hàng toàn quốc các bác nhé. Con nào bác nào lấy con này các bác liên hệ. Xin chào tất cả các bác.